năm thanh bại Tướng Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em đã xem kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ thanh lý một số lo hát karaoke gia đình cực khủng cho mấy anh em đây. À, đây là chiếc lo BMB 2 bass nha mấy anh em. 2 bass 2 chép ha. Xài 2 bass 2 chép ha. Là 2 bass mấy anh em, 2 bass. 2 bass 20 nha mấy anh em, 2 bass 20. 2 bass 20. Hai dòng lo này thì tên tuổi thị trường chắc anh em cũng biết rồi ha. Model là CSG 800 ha. 8 ohm 300W made in China nha mấy anh em. Thì cái dòng này nó là hàng bãi xịn nha mấy anh em, hàng bãi xịn á, hàng bãi xịn của Nhật, nhưng mà cái đời sau này là sản xuất ở China ha, chứ không có sản xuất ở Nhật ha. Thì cái đời này mới hơn, cái vỏ thùng nó còn đẹp hơn nè. Thì những cái dòng mà sản xuất tại Nhật á, thì nó hơi lâu đời, cho nên cái vỏ thùng nó hơi mục vào đẹp hơn cái những cái vỏ thùng này ha. Cái vỏ thùng sản xuất ở China thì nó nằm tầm khoảng chừng 2010 nè mấy anh em ha. Trở về đây cho nên cái vỏ thùng nó còn rất mới, rất đẹp nè. Đó, thì thường thường mấy in China là nói vậy đó mấy anh em. Thì giống như cái iPhone mình thôi, iPhone 3 là sản xuất ở Mỹ, nhưng mà từ iPhone 4 mới trở lên là cũng là iPhone, nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc hết rồi ha. Cả iPhone 13, 14 mấy anh em xài về cũng sản xuất Trung Quốc ha, nhưng mà nó vẫn là iPhone xịn mấy anh em nha. Như cái này là nó là vẫn đồ xịn nè ha, vẫn là đồ xịn của BNB nha mấy anh em, hàng chính hãng của BNB chứ không phải hàng Trung Quốc giả ha. Mấy anh em mua tìm hiểu là sẽ biết nha. Thì mình còn rất đẹp nè ha, mình có một lô nè, mình về được 5-7 cặp ha, còn rất đẹp. Đây BNB 2 bass 1 chép ha. Thì mình cũng nói thật mấy anh em luôn, thì cái dòng này á, cái dòng này nó chạy cái màn carbon này mấy anh em, với cái lỗ mũi này là lỗ mũi bằng cao su ha. Thì cái lỗ mũi zin nó đây, zin nó bằng cao su mấy anh em, cao su vàng như nè, zin nó nè. Nhưng mà nó quýnh một thời gian nó hay tét lắm, hay tét lỗ mũi này ha. Lỗ mũi này rất là dễ tét, lỗ mũi zin ở đây ha. Thì cái lỗ mũi này thị trường không có bán nha anh em, không có bán lỗ mũi này ha. Lỗ mũi có mũi vàng này ha, cho nó quýnh nó tét, nó bị tè lắm anh em. Thành ra mình nè, mới thay lại lỗ mũi này ha. Thay lỗ mũi này là bên bển nó thay luôn chứ mình không có thay ha. Lỗ mũi này là lỗ mũi này nè, nhưng mà vẫn zin đó mà anh em thấy không, keo gâu vẫn zin của nó chỉ dán cái lỗ mũi khác thôi ha. Cho nên là đây zin nó là đây. Thì mình cũng chia sẻ thật là sự là lo cũng vẫn còn zin, nó chỉ dán cái lỗ mũi lại thôi nha, còn zin đẹp hết từ A đến Z nha. Anh em nào á mà mua cái cặp nè mà lỗ mũi còn zin đẹp hết trơn nè ha, đồ zin hết như gì, zin đẹp hết, chép 2 bass 2 chép nha mấy anh em nha, thì mình sẽ bán cho mấy anh em 3 triệu một đôi. Còn anh em nào mà lấy lỗ mũi đen gì, lỗ mũi có dán lại không ảnh hưởng gì chứ mấy anh em, thì mình sẽ bớt cho ha, tính 2 triệu 7 đôi, bớt cho 300 ngàn. Thì trên màu đen này nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà mắc zin thì anh em mua cho chấp nhận thì mình sẽ bán cho 2 triệu 7, 300 ngàn. Mà mình thấy 300 ngàn để mấy anh em xài lỗ mũi này sướng hơn, mũi mới nè ha. Cái lỗ mũi này zin chứ mấy anh em về mấy anh em xài thời gian nó vẫn tét bình thường ha. Cái lỗ mũi này nó vẫn tét bình thường, thời gian nó sẽ lão quá, nó sẽ giòn ở chỗ này nè, vẫn tét. Cho nên mấy anh em nào để ý, mấy anh em để ý cái lo BNB đời này nè, cái mặt carbon này nè ha, nó là mặt carbon nha mấy anh em nha. Thì đa số là đều dán mũi nó hết, đều dán mũi nó hết, đều làm mũi ha, đều dán ra để cái mặt carbon này nó cũng trơn. Cho nên cái lỗ mũi này nó dán đây là nó quýnh bát nhiều, nó dễ bị sức ha. Cho nên đều là dán mũi là hết. Chứ lo này thì đa số là ít có hư, tại vì những dòng này nè là cái bát nó rất là bền ha. Mình cũng thấy ít có hư, ít có làm cool lại mấy anh em ha. Cái dòng này mình bán mình thấy bát nó bền lắm, ít có làm cool lại, cho nên là mình thấy cái dòng bát này nó cũng ít hơn. Nó chỉ có cái bệnh của nó là truyền thống nhất là hay bị sức lỗ mũi này, dư hư lỗ mũi này. Thì anh em mua thì sẽ tham khảo hiểu ha. Thì mình ở đây mình bán thì mình nói thật à, mình tánh mình không có thích nói dốc láo gì chân á ha. Thì bây giờ anh em nào mua lỗ mũi zin thì 3 triệu ha, lỗ mũi làm á, lỗ mũi có dán là như gì ha, thì 2 triệu 7 một cặp nha. Anh em xả luôn nè, lo còn rất đẹp nè, zin đẹp hết nè, nè zin đẹp hết, lo BNB ha, 2 bass 1 chép. Cái dòng này mình nói thật với anh em, quýnh bass hay lắm, bass chép cực kỳ hay ha. Mình chấp mấy cái 4-5 năm mà mấy cái dòng BNB khác á, mà một bass mình bảo đảm nó quýnh không qua dòng này nổi ha mấy anh em nha. Đó, và tới đây mình cũng có cặp vỏ thùng nè, cặp vỏ thùng luôn, vỏ thùng của BNB luôn ha. Anh em nào mua mình chứ bán 1 triệu một cặp luôn, vỏ luôn nè, nè vỏ thùng đó, vỏ thùng của BNB luôn. Rồi bữa hổm cái bát đó anh em kia cần rồi, mình họ
kêu chia, mình chia lên cái bách cho họ rồi ha, cho nên mình còn lại dư cặp vỏ thùng nè, mình bán trên đây 1 triệu một cặp vỏ thùng luôn. Bữa ổng anh kia anh cần hai cặp bát ha, cho nên mình cũng chia cho ảnh luôn. Bây giờ mình còn dư ra cặp vỏ thùng, bán 1 triệu một cặp vỏ thùng ha. Có phân tầng nữa mấy anh em ha, 1 triệu một cặp vỏ thùng có phân tầng luôn. Vỏ thùng này rất là chất lượng nha mấy anh em nha, ở trong nó lót nọ cái bông sợi thủy tinh của nó thôi nè, mấy anh em thấy đủ tiền rồi nè ha. À, có phân tầng trong nè, lỗ hơi nó làm nè, nọ bông sợi thủy tinh này rất là đủ tiền rồi nè ha. Đó, 1 triệu một cặp quá rẻ ha, chứ mình mua ngoài thùng đóng ngoài chợ ha, mấy trăm ngàn triệu mà không bằng vỏ thùng Vinh nữa đâu mấy anh em. Ở trong nó làm rất là kỹ nè, lót bông sợi thủy tinh được rất là kỹ nè ha, lo cũng còn rất đẹp nè, mình tháo cho mình lo cho anh em coi nè, lo quá đẹp luôn nè ha, lo pin pin nè ha, lo nè quá đẹp ha. Cái lo này nó 14 ôm nè mấy anh em thấy không, khi nó mắc song song này nó còn 8 ôm đó, cho nên nó không bao giờ bị cháy ha, nó ít hư lắm. Lý do là cái lo này nó 14 ôm nè mấy anh em thấy không, tới 14 ôm lận đó, 14 ôm thấy chưa, 150W mấy anh em thấy không, 14 ôm. Cho nên bởi vì khi nó mắc song song lại á là nó còn là 8 ôm nè mấy anh em đó, cho nên cái lo 14 ôm mà mấy anh quýnh nó không bao giờ hư, rất là trâu bò. Bởi vì nó để 8 ôm này ha, thì hai bát nó mắc song song lại là 8 ôm, cho nên cái lo 14 ôm thì quýnh rất là trâu bò ha. Đây nè, 14 ôm ha, bấm ôm mà mắc lại là còn 7-8 ôm gì đó ha, 14 ôm nó có để rõ ràng ha. Thì 14 ôm mà song song lại thì quá tuyệt vời nha mấy anh em. Bởi vì mình nói nó bền là như vậy ha, nó bền là do nó không bị cháy là như vậy đó mấy anh em. Tại cái lo nó tới 14 ôm thì cái sức chịu đựng nó rất là tốt mấy anh em thấy không, một sức chịu đựng nó rất là tốt, cho nên nó có cháy. Bởi vì mình nói hồi nãy mình chia sẻ mấy anh em rồi đó, cái dòng này mình mua về mình bán mình thấy nó hư lắm, ít có hư ha, là do nó chạy tới 14 ôm, cho nên cái cuộn dây nó rất là nhiều dây ha, cho nên sức chịu đựng của nó rất là tốt, cho nên nó không bao giờ bị cháy, nó bị cháy hơn so với những cái dòng 8 ôm mấy anh em nha. Rồi mình chia sẻ mấy anh em nhiêu đây, mấy anh em nó mua liên hệ với mình ha. Dòng BNB nè, mình có một số đây nè, tới đây mình có loa JBL mấy anh em, JBL Eon ha, cái này là loa bass nha, sub Eon mấy anh em, sub nè, made in Oda ha. Cái này là xài này nó có công suất luôn mấy anh em, công suất sub giống như sub điện mình anh em, có công suất nè ha, có đạo pha trên đây, có volume lớn nhỏ luôn, có đường vô nè ha. Thì mấy anh em xài dân số mấy anh em vô đây là cắt cúp vô đây nè, quýnh nè ha, thì nó ra đây là cái này là loa súp nè, có công suất đây là có volume đây luôn mấy anh em nha, là đường vô nè ha, xích nồ nó có để nó xích nồ luôn nè ha, đường lớn nhỏ đây đó, thì cắm điện vô đây nè mấy anh em, có cắm điện nè, mở điện lên thì cái này là súp, cái này là lo súp của JBL ha, súp của JBL mấy anh em nè, đây súp nè G2 nè đó, cái này mình có một cặp nè 40 nha mấy anh em, súp 40 JBL lo 40 nó 40, cái lo này thì còn zin đẹp mình bao ha. Đó, lo này zin đẹp thì mình có mở ra xem rồi ha, bao zin đẹp, anh em nào cần mua thì mình tháo cho anh em coi ha, có công suất trong luôn ha. Này mình có một cặp nè đó, một cặp lo JBL có công suất trong luôn lo súp nha mấy anh em. Rồi cặp này mình bán cho mấy anh em 13 triệu ha. Anh em nào muốn mua một chiếc lẻ làm súp gia đình mình cũng bán luôn ha, mình bán một chiếc 6,5 triệu bán cho anh em lẻ một chiếc luôn. Thì mấy anh em mua cái chiếc súp của Trung Quốc bãi cho nó cũng là 4-5 triệu ha, để mua một chiếc này á 6,5 triệu về mà làm súp của JBL nha, để chứng rõ súp tiếng quýnh cũng rất là mềm rất là hay cho mấy anh em nha. Đó, còn mấy anh em nào à có xài Trung Bộ nè, mình cũng có chiếc full 40 của JBL luôn nè ha, full 40 JBL hàng xịn luôn nè, đây cũng mỹ luôn. Cái này không có công suất cho mấy anh em, không có công suất, mấy Inota nè, Eon 1500 ha, hai quay ha, cái này một bát một chép, đâu lo còn zin đẹp, cũng mới Inota của Mỹ luôn. Đây đó, cái này là một bát một chép, cho mình có một cặp luôn nè, mình bao lo zin đẹp, chép zin đẹp luôn mấy anh em ha. Đó, anh em nào mua tại mình tháo nó logo của mình không tháo rồi ha, anh em nào mua mình sẽ tháo ra xem ha, bao zin bao đẹp cho mấy anh em nha. Rồi mình có một cặp nè, cặp này mình bán cho mấy anh em 12 triệu ha. Còn anh em nào mua chung súp với full ha, đây nè, cái này là súp nè, cái này là súp nha mấy anh em, cái này súp, cái này là full nè ha, mấy anh em mua chung với cái bộ này là 4 cái nè ha. Đó, thì mình sẽ bao ship cho mấy anh em luôn ha, bao ship 4 cái, thì mấy anh em có thể là làm sân khấu, làm monitor là hết ý rồi, trồng cái súp làm cái full lên ha,
hoặc là anh em hát karaoke gia đình, cái này có súp luôn ha. Cái này là cái chân bộ này rất là tiện dụng ha, mấy anh em dùng xài sân khấu cũng được mà dùng karaoke gia đình cũng được ha. Thì có cái súp luôn đi kèm theo, nó rất là đẹp nữa mấy anh em. Khi mấy anh em làm gì nó rất là đồng bộ nè, vừa phun thì súp vô nó rất là đồng bộ nha. Cho nên mấy anh em mua gì nó rất là rẻ nè ha. Cái một cái súp của 40 của Trung Quốc thôi này cũng 4-5 triệu rồi ha, trong khi cái súp JBL mà mình bán cái súp gì nè ha thì chỉ có 6 triệu mấy thôi. Mấy anh em về để xài gia đình cũng được, xài sân khấu cũng được, monitor cũng được, rất là tiện dụng bộ loa này cho mấy anh em nha. Rồi mình chia sẻ cho mấy anh em hiểu gì đó nha, bộ loa JBL tiếng hay mấy anh em ơi. Cao kê gia đình là bộ này JBL này là có súp luôn là quá hay ha. tính cả hai cái súp này cũng 13 triệu thì mới bằng một cái súp vuông vuông 30 của JBL thôi mấy anh em. Cái súp vuông vuông 30 của JBL đó nó có sức chung vỏ bằng cây đó mấy anh em. Thì mình làm, nếu mà mình nói thật cái vỏ bằng cây sao quýnh lại hai cái này được. Mình hứa với mấy anh em luôn á, tiếng không bao giờ chậm mà hay bằng cặp này được ha. Trong đây mình hai cái 40 luôn mà, trong khi tới 30 mình sao lại cái này được. Mình dám chia sẻ luôn mấy anh em nha. Rồi tới đây mình có một cặp vỏ thùng của ngôm nè. Ha, thì lên đây lót sợi bông sợi tinh rất đẹp nè mấy anh em thấy không? Đây nè, ở trên cái mút nè, ha. Chống ngồn luôn, vỏ nha mấy anh em. Bên này mình bán vỏ cho mấy anh em nè. Ha. Mấy anh em thấy không? Vỏ xịn của người ta nè. Đó. Bông bằng sợi tinh nè, ha. Lót rất là ấm ha. Cái vỏ thùng nhập thì tiếng cực kỳ hay rồi. Nha mấy anh em ha. Vỏ thùng nhập thì tiếng khỏi nói ha. Còn luôn mút như luôn mấy anh em. Mình tháo ra cái cho mấy anh em coi ha. Còn luôn mút có luôn chữ ôm luôn ha. Đây. Vỏ thùng nè. Ăn là F15 ha. 850W. 8 ôm ha, vỏ thùng ha. Lo mình vận chuyển nó bị hư lo mấy anh em nha. Mình tháo mình bán vỏ luôn ha. Đây đây. Vỏ thùng của ôm nè, chạm rất đẹp nè. Ha, cái vỏ thùng rất là xịn sò, mặt lưới còn mới luôn nè. Đây nè. Mấy anh em ha. Quay cho mấy anh em coi. Còn rất là đẹp nè. Rất là cực kỳ nè, vỏ thùng nè. Đó. Vỏ thùng nói chung vỏ lo hay là phải vỏ thùng nha mấy anh em nha. Lo 50 vỏ thùng 50 nha mấy anh em ha. Chứ đừng có lo không mà vỏ thùng không hay là lo cũng không hay đâu. Mà nói thật á, đồng bộ là hay nhất nha. Nên cái vỏ thùng nó rất là quan trọng nha mấy anh em nha. Anh em nào chơi đồ bãi là biết nha. Vỏ thùng ôm này thì đồ anh thì mấy anh em khỏi phải bàn rồi ha. Vỏ thùng của anh thì mấy anh em khỏi phải suy nghĩ rồi ha. Cái vỏ thùng này mình bán cho 3 triệu luôn nè. Vỏ xịn nha mấy anh em nha. Vỏ xịn của Anh Quốc 3 triệu ha. Trong khi mấy anh em mua cái vỏ Việt Nam đóng giờ cũng 2 triệu ngoài nha mấy anh em nha. Nhưng mà sao bằng cái vỏ xịn nguyên con người ta được. Mình nói thật ha. Chứ cái vỏ Việt Nam đóng là chỉ nghe đỡ chơi vui thôi, chứ còn mà tiếng nó không ấm ha. Không hay bằng cái vỏ thùng của Anh Quốc được nha mấy anh em nha. Nội cái dàn lục giác thôi là đủ tiền mấy anh em nha. Dàn lưới thôi. Cái dàn lưới của nó thì mặt lưới thôi là mấy anh em thấy nó đủ tiền rồi. Nước nó rất là cứng và rất là dày. Đây lưới cái này mình tháo cho anh em coi nè. Cái lưới của con ôm thôi nè. Thấy không? Có cái hiệu luôn ha. Xứng đáng là một tiền bắt gạo mấy anh em nha. Lưới nó nè. Cái lưới của người ta rất là dày, rất là đẹp ha. 3 triệu quá rẻ mấy anh em ha. Vỏ thùng ôm xịn nguyên con ha. Bữa nay lý do là vận chuyển về nó bị gãy xương lo ha. Mình bán luôn cái vỏ thùng luôn. Rồi hôm nay mình có một số lời đồ ha, bán cho mấy anh em. Anh em nào mua liên hệ với mình. Mình xin xào và hẹn gặp lại mấy anh em ở một video tiếp theo ha. Xin tạm biệt.